Network và hành trình 5 năm kỳ diệu. Như vậy là chúng ta đã chính thức bước vào năm thứ 5 của dự án P-Network, một hành trình thật dài, gian nan và thật nhiều trải nghiệm quý giá. Trên hành trình đặc biệt đó, cộng đồng đã trải qua rất nhiều cảm xúc và các cột mốc đặc biệt chỉ duy nhất có ở P-Network. Sau tất cả, chúng ta đã đi đến những giai đoạn cuối cùng của hành trình này và ngưỡng cửa Open Mainnet đã rất gần đến mức chúng ta đã chuẩn bị bước vào. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau một lần nữa nhìn lại hành trình ra đời và phát triển trong suốt 5 năm qua của một trong những dự án có cộng đồng mạnh mẽ nhất thế giới công nghệ blockchain và crypto. Đó chính là dự án kích tia sét huyền thoại P-Network. Từ nước mưa trở thành tài sản kỹ thuật số có giá trị. P-Network được biết đến là một dự án blockchain layer 1 độc đáo trong thiết kế về công nghệ và hệ sinh thái, cũng như đề cao sự đóng góp của cộng đồng trong quá trình phát triển. Có 3 giai đoạn chính trong quá trình phát triển dự án, đó chính là Beta Testnet và Mainnet. Mỗi giai đoạn đều mang ý nghĩa riêng và đã đạt được những thành quả rất ấn tượng. Giai đoạn 1. Vào tháng 12 năm 2018, P-Network đã chính thức ra mắt ứng dụng lần đầu tiên trên iOS để thu hút các pioneer tham gia vào mạng lưới. Vào ngày P-Day 14 tháng 3 năm 2019, bản thảo White Paper của P-Network lần đầu tiên đã được xuất bản, đánh dấu sự ra mắt chính thức của P-Network. Như vậy là 14 tháng 3 năm 2024 này, White Paper của Pi đã chính thức tròn 5 tuổi. Các thành tựu chính trong giai đoạn beta bao gồm ứng dụng di động Pi Network chạy trên cửa hàng ứng dụng iOS và Google Play Store, 3,5 triệu pioneer tham gia, ra mắt Pi Browser và ứng dụng chat. Pi Network đã đạt được sự hiện diện tại 233 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Giai đoạn 2, Testnet. Giai đoạn này bắt đầu vào ngày 14 tháng 3 năm 2020, đánh dấu một bước chuẩn bị quan trọng khác cho việc chuyển đổi sang một blockchain phi tập trung. Đến nay thì quá trình testnet này cũng đã tròn 4 năm. Trải nốt testnet chính là từ khóa được thu hút nhiều nhất giai đoạn này. Trong giai đoạn testnet, các thành tựu nổi bật như testnet node, tăng trưởng người dùng, hệ sinh thái ban đầu ra đời như VP, trình duyệt, brainstorm và các công cụ phát triển. Phiên bản thử nghiệm của ứng dụng KYC đã được giới thiệu trên trình duyệt Pi. Dự án đã tổ chức cuộc thi hackathon trực tuyến trên toàn cầu lần đầu tiên với hàng ngàn người tham gia từ cộng đồng Pioneer. Mạng Pi đã phát triển đến hơn 30 triệu Pioneer tham gia và từ 0 tới hơn 10.000 nốt cộng đồng tham gia vào mạng lưới. Giai đoạn 3, Mainnet. Vào tháng 12 năm 2021, Mainnet của blockchain Pi đã được triển khai. Mainnet sẽ có hai giai đoạn chính là Mainnet có tường lửa, tức là mạng đóng Closed Mainnet, và Mainnet mở Open Mainnet. Giai đoạn Closed Mainnet. Giai đoạn này đã bắt đầu vào tháng 12 năm 2021. Giai đoạn này, mạng lưới đã hoạt động nhưng có tường lửa ngăn chặn các kết nối bên ngoài. Pioneer sẽ có thể dành thời gian để KYC và di chuyển Pi của mình sang blockchain Mainnet trực tiếp. Bất kỳ số dư nào được di chuyển sang Mainnet đều có thể được sử dụng. Theo sự lựa chọn của Pioneer, để mua hàng hóa và dịch vụ trong các ứng dụng Pi, chuyển cho Pioneer khác hoặc khóa trong một khoảng thời gian để có tỷ lệ khai thác cao hơn. Pioneers đã xác thực KYC sẽ có thể sử dụng Pi của mình trên Mainnet một cách tự do. Tuy nhiên, giai đoạn này sẽ không cho phép kết nối giữa blockchain Pi và các blockchain khác. Trong giai đoạn này, Pi Core Team cũng đã tổ chức các cuộc thi hackathon rất lớn và thu hút được sự tham gia của cộng đồng trên toàn cầu. Nổi bật nhất là kỳ thi đầu năm 2022 với sự ra đời của các tên tuổi lớn như Pi Chainmo, Pi Buttonmo, Pi2Go. Những cái tên kỳ lân đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tiếp theo như Pi Silk Road, Easy Invoice, Pi Bridge. Giai đoạn Open Mainnet. Tùy thuộc vào sự trưởng thành của hệ sinh thái và tiến độ KYC, giai đoạn sau cùng sẽ được Pi Core Team xem xét để ra quyết định. Giai đoạn này thì tường lửa sẽ được loại bỏ, cho phép các kết nối bên ngoài truy cập vào. Các Pioneer sẽ có thể chạy các nốt Pi và dịch vụ API của riêng mình. Mạng lưới cũng cho phép kết nối với các blockchain khác. Các nốt cộng đồng cũng có thể chạy Mainnet tự do. Trước khi bước vào giai đoạn này, Pi Core Team đã xây dựng một hệ sinh thái khá hấp dẫn với sự dẫn đầu của mạng xã hội Fireside Forum. Từ bước tiến này, rõ ràng là Pi Core Team đang chuẩn bị cho một cuộc chơi hoàn toàn mới. Người dùng thay đổi thói quen sử dụng mạng xã hội từ Web 2 tập trung lên Web 3 phi tập trung. Dùng chính Pi Coin của mình để chi trả cho các sản phẩm và dịch vụ của Fireside.
và mới đây nhất là sự ra đời của tính năng quảng cáo cho doanh nghiệp. Tức là Pico Team dựa vào cộng đồng 47 triệu người dùng toàn cầu. Họ đã bắt đầu sử dụng sức mạnh của cộng đồng để tạo ra doanh thu khổng lồ. Đơn giản là bán quảng cáo cho các công ty kinh doanh trên mạng. Họ cần quảng cáo sản phẩm đến cộng đồng rộng lớn như P-Network. Và thời khắc chúng ta chạm tới Open Mainnet đã dần hiện ra rõ ràng. Có thể chúng ta chỉ còn chờ vài tháng hoặc chậm nhất là cuối năm, khi các điều kiện do Pico Team đưa ra được thỏa mãn đầy đủ. Như vậy, chúng ta đã đi đến những đoạn cuối của hành trình 5 năm với đầy những trải nghiệm thú vị khi tham gia vào dự án P-Network. Còn bạn thì sao? Hành trình 5 năm kick TSS của bạn có gì đáng nhớ? Hãy để lại bình luận của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả các Pioneer đã chú ý theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy subscribe, like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án P-Network và giao dịch an toàn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.